đề xuất dùng Việt Nam Quốc tự, chùa Phổ Quang làm bệnh viện dã chiến. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất cơ quan chức năng sử dụng Việt Nam Quốc tự và chùa Phổ Quang làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly COVID-19 cho tăng ni. Trao đổi với Dân Trí chiều ngày 22 tháng 7, Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chính thức gửi cơ quan chức năng về việc đề nghị sử dụng một số cơ sở tự viện làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho tăng ni. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất chuyển Việt Nam Quốc tự, đường 3/2, phường 12, quận 10 và chùa Phổ Quang, Huỳnh Văn Khanh, phường 2, quận Bình Tân thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các tu sĩ Phật giáo. Đây là hai cơ sở tự viện do Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố trực tiếp quản lý, điều hành. Theo phương án này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế cần hỗ trợ trang, thiết bị cùng đội ngũ y tế phục vụ công tác chống dịch. Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố sẽ đảm trách mọi chi phí, phương tiện khác. Chia sẻ về đề xuất trên, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng cho rằng việc làm này sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh giảm gánh nặng về y tế, đồng thời có phương án phù hợp cho người tu hành trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, các tăng ni, Phật tử cũng luôn sẵn sàng trong công tác từ thiện xã hội, phục vụ tuyến đầu và chăm sóc các bệnh nhân. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn cơ quan y tế quan tâm đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các tăng ni, Phật tử đang thực hiện công tác từ thiện xã hội trong thời điểm này. Trước đó, giáo hội đã phân công cụ thể các đầu mối phụ trách công tác thiện nguyện, tiếp tế thực phẩm, chăm lo hơn 30.000 suất ăn hàng ngày cho y, bác sĩ và bệnh nhân. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng cũng chỉ đạo ban trị sự thành lập đoàn chư tăng sẵn sàng hộ niệm, thực hiện các nghi thức tâm linh đối với bệnh nhân không may qua đời vì COVID-19 theo nguyện vọng của người dân. Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân lực lượng tình nguyện các tôn giáo tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, 299 tình nguyện viên thuộc các tổ chức tôn giáo đã lên đường tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.